Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Ý kiến đại biểu bày tỏ đồng tình với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đại biểu cho biết giải pháp chính phủ đã nêu là cần giám sát chặt chẽ thị trường giá cả hàng hóa để có chính sách giải pháp kịp thời, đảm bảo cân đối cung cầu, điều hành bình ổn giá phù hợp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cử tri và nhân dân vẫn rất lo ngại và trăn trở về tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, giá cả thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao. Trong khi một số loại nông sản hàng hóa của nông dân sản xuất ra không tiêu thụ, bán giá thành rất thấp hoặc lỗ, từ đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của người nông dân. Vấn đề này được cử tri đề nghị nhiều lần, nhưng thực tế hàng giả không giảm, hàng kém chất lượng vẫn còn trôi nổi trên thị trường. Đại biểu đề nghị cần có giải pháp kịp thời hữu hiệu hơn và có chính sách hỗ trợ cho người nông dân nhằm giảm gánh nặng đời sống cho họ. Ý kiến cho rằng, cần bỏ quỹ bình ổn xăng dầu để đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường, không bỏ lỡ tín hiệu của thị trường, công khai minh bạch, dự đoán được sự biến động giá thế giới. Một số ý kiến băn khoăn về danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá. Đại biểu cũng đề nghị chính phủ cần có giải pháp căn cơ hiệu quả để điều tiết thị trường thực phẩm thiết yếu.